ngày mùng 5 tháng 2 năm 2023 à, tức ngày rằm tháng riêng năm Quý Mão à, trước nó trên không dầu kpen k15 bản cộng xuất EU 9 phụ kiện và la ngọn ốc inox trên trục quay 360 trong ngày rằm tháng riêng đó, gửi về cho chị Hảo ở địa chỉ Số nhà 11, ngách 143 trên 215 Nguyễn Chính, phường Thịnh Niệt, quận Hoàng Mai, Hà Nội. Và chiếc nồi trên thông dầu Kpen K15 bản cộng suất EDU 9 phụ kiện và Long ngọn ốc inox nhân trục quay 360 này thành được cam kết bảo hành cho chị chính hãng 24 tháng, lỗ sản xuất 1 đời 1 trong 30 ngày. Và hết bảo hành, thành được vẫn cam kết hỗ trợ sửa chữa thay thế linh kiện, chọn đời máy. Như thông lệ, hàng bán lẻ bên thành được trước khi gửi đi sẽ được tháo ra ghim điện test máy kiểm tra các chức năng và các phụ kiện đi kèm để tránh việc thiếu phụ kiện và lỗi sản xuất thì video này vừa là một video kỷ niệm trong cái ngày lễ Tết giảm tháng riêng Tết Trung Nguyên nó vừa là một video kỷ niệm và vừa là một video bảo hành online cũng là một cam kết của Thành Được với chị Hảo về chất lượng sản phẩm hàng chính hãng và cái uy tín cũng như là trách nhiệm sau bán hàng thành được với phương châm thành tín có uy tín quý như sinh mệnh thành trong thành thật trung thực tín trong uy tín tận tâm nhiệt tình trách nhiệm thành được nói được làm được và tất cả các sản phẩm bên ảnh được khi bán ra thị trường thì đều có nguồn gốc xuất xứ rõ ràng cũng như là tem mác giấy tờ bảo hành đi kèm công khai địa chỉ số điện thoại để mọi người có thể liên hệ bảo hành lỗi sản xuất lỗi đổi trả cũng như là hết bảo hành vẫn hỗ trợ thay thế chọn đời máy alo ờ, đang ở nhà ờ, rồi rồi ok ok khoảng độ 10 15 phút nữa ok ok rồi nha phụ kiện của chiếc nồi chiên không dầu capen bản cộng à chúng ta sẽ có đến 9 phụ kiện để mọi người phân biệt được là cái bản xuất và cái bản tại thị trường việt nam nó khác nhau cái bản thị trường việt nam ấy thì nó sẽ ít phụ kiện hơn à, bảo hành lông hơn một chút và khi cho nên bàn cân cái tổng trọng lượng của máy ấy nó sẽ nhẹ hơn và nếu như bác nào còn hoài nghi thì à, chúng ta có thể đặt một chiếc bản việt nam và một chiếc bản cộng để so sánh cái tính chất xem cái sự khác biệt giống khác nhau và nếu như mà cái bản ở Việt Nam mà giống y như cái bản thành được đang bán ở thị trường ấy thì thành được sẽ chịu hoàn toàn trách nhiệm để cho mọi người cái sự thắc mắc mà nên chúng ta so sánh là so sánh khi cùng ở một cái giá thành cùng một cái chất lượng cùng một dung tích à, ví dụ như chiếc K15 bản cộng này chúng ta để so sánh với chiếc Highwood S20 của thương hiệu gút so với con Hamico của thương hiệu Hamico so sánh với Calai và Ulai cũng như là Canisen hay là Olivo Cuchen và Philips. Anh em bác nào mà đã, đã sử dụng cái thương hiệu Philips rồi thì các sẽ biết được những chiếc Philips thì à, lồi rất là nhỏ, vỏ nhựa mà có những chiếc lên đến gần chục triệu đồng giá thành sẽ theo chất lượng sản phẩm chế độ và dịch vụ bảo hành và hàng bên thành được thì lúc nào cũng hoan hỉ anh em thợ trong ngành trong nghề à, buôn bán linh kiện điện tử cũng như các bác thợ sửa chữa linh kiện để kiểm tra thẩm định máy nếu nhà các bác à, có ai là thợ hoặc là cũng buôn bán trong ngành điện tử điện lạnh điện áp dụng thì có thể kiểm tra thẩm định người bán thì có thể nói sai với người mua nhưng không thể nào mà nói sai được với anh em thợ trong ngành trong nghề và cái chất lượng của máy nó sẽ nói lên cái số độ bền thì cũng như là cái dịch vụ sau bán hàng với những thiết bị điện điện tử điện lạnh điện cao cấp thì chúng ta nên tìm đến những cơ sở uy tín có chuyên môn chuyên nghiệp và làm việc với số lượng lớn thì kể cả sau này sản phẩm có lỗi người ta vẫn sẽ có cái uy tín trách nhiệm thương hiệu lâu năm trong ngành trong nghề à, người ta có sẵn hàng để đổi trả có sẵn linh kiện để sửa chữa thay thế và quan trọng là những nơi làm họ làm việc uy tín họ sẽ công khai minh bạch kể cả với người tiêu dùng hay là kể cả với bên pháp luật tất cả mọi thứ đều công khai hết có đầy đủ giấy tờ nguồn gốc xuất xứ rõ ràng và phụ kiện của chiếc cabin này thành được đã review rất là nhiều lần thì chúng ta sẽ có 9 phụ kiện và 5 con ốc trên trục quay 360 à, gồm một cái lồng quay dùng để răng lạc trên khoai lỗ bỏng trong cái lồng quay này chúng ta sẽ có một cái tay chống máy này và tay cái chống máy này sẽ có hai con ốc inox để lắp đằng sau máy giữ khoảng cách tối thiểu giữa máy và tường và nếu như các bạn đặt máy cách xa tường từ 10 năm cho đến 20 cm chúng ta cũng không nhất thiết phải lắp cái tay chống máy đó một bộ ghim gà vịt nguyên con thì trong cái bộ ghim này thì đã lắp sẵn hai con ốc và một con ốc nẻ là ba con ốc ba con ốc inox sử dụng trên trục quay 360 trong cái bộ ghim này này và hai con ốc nữa thì sẽ nằm lắp sẵn ở cái bộ quay xiên nướng thịt đây là hai con ốc nữa này. tổng cộng chúng ta sẽ có 5 con ốc điều mà rất nhiều hãng tại Việt Nam hiện giờ chưa làm được kể cả những hãng Cuchen này 5 triệu mấy đến 6 triệu mấy hay là Philips hay là Candice hay Olivo giá khoảng độ 6 đến 7 triệu đồng một máy thì họ cũng chỉ có hai ba con ốc thôi và hiện tại chỉ có Kabel bản cộng và chiếc Kibo KBAF 657 thì mới có nhiều ốc Kibo thì cho đến bốn con ốc còn KP thì cho đủ ốc là 5 con ốc. Còn những hãng khác thì đa phần chỉ cho có hai con ốc inox thôi. Thì chúng ta sẽ phải sử dụng chung. Phụ kiện trên trục quay thì rất là nhiều. Mà con ốc inox này thì thị trường lại không có bán. Ốc thường thì rất là nhiều. Nhưng mà ốc thường thì khi ở nhiệt độ cao ấy nó sẽ không chịu được. Sẽ bị hoen gì Đã ảnh hưởng đến sức khỏe. Đó lý do tại sao mà các hãng họ cứ cắt giảm. Những con ốc rất là nhỏ thôi. Giá trị nó không đáng bao nhiêu. À, cho thêm vào để người tiêu dùng không cần phải nắp đi nắp lại và nếu như có đánh rơi đánh mất thì vẫn có cái để thay thế thành được à, qua cái video này nếu như nếu như các hãng Mà có nghe được những lời nói tâm sự này thì các hãng lên xem xét lại chúng ta nên cho thêm nhiều con ốc như là của Kipo hay là Capen bản cộng để khi mà khách hàng có nhu cầu sử dụng để các cái bộ phụ kiện trục quay sẽ không phải mất công thời gian tháo ra tháo vào cũng như là đánh rơi đánh mất. Hai vỉ lướng inox này, 10 thanh xiên này. À, chụp quay. giấy bảo hành. Sách hướng dẫn sử dụng. Vỉ chiên thanh inox dày. Vỉ chiên lưới mắt mau. Tay gấp. Vỉ chiên sâu lòng. Và khay hứng dầu. Cánh cửa trợ lực 3 lớp chống rơi vỡ Dung tích 15 lít thì có thể chiên nướng một con gà, một con vịt nguyên con. 16 chức năng chiên nướng cài đặt sẵn. Vỏ inox. E bảng hiển thị điều khiển điện tử. Và hành lực đánh giá rất là cao ở cái bảng hiển thị của chiếc Kpen K15+ cộng, bản cộng này. Bật on up xoay núm để chọn các cái chức năng này. 16 chức năng chiên nướng cài đặt sẵn đấy. 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 4, 4, 16 ấy. Và để chọn được cái nhiệt độ và thời gian à, Phù hợp với những món ăn Mà không có ở trong 16 chất năng cài đặt sẵn ra Thì các bác sẽ ấn chữ M này Chữ M sáng này Chúng ta ấn vào nhiệt độ Đèn nhấp nháy Xoay lúm Ở cái nhiệt độ cà bằng tay Thấp nhất là 50 độ Và cao nhất là 220 độ C Ở cái giải nhiệt độ rộng như vậy Thì có thể làm được nhiều món như là ủ men bánh, ủ men sữa chua và nhiệt độ cao ấy, thì chúng ta có thể chiên ráng cái món ăn nó sẽ nhanh hơn, vàng giòn hơn. Đèn cực kỳ sáng và sắc nét, các cái chi tiết hàng chính hãng nó chắc chắn và máy chạy khá là êm. Thời gian cũng vậy, bấm vào thời gian, đèn nhấp nháy, xoay núm để chọn. Đấy, sau khi đã chọn được thời gian và nhiệt độ chúng ta sẽ cài đặt này nguồn nhiệt phía trên nguồn nhiệt phía dưới hẹn giờ trước khi nấu chụp quay 360 rồi bật đèn tắt đèn bật đèn sau đó nó ấn on được lần nữa thì máy sẽ chạy và khi máy chạy thì cái lúm hai chấm ở phía dưới thời gian này nó sẽ nhấp nháy để hiển thị là máy đang chạy và đây là cái độ ồn rất là thực tế mà thành được dí sát máy vào à, các cô gì chú bác anh chị em cùng nghe và cảm nhận cái độ ồn của máy máy chạy khá là êm nếu mà so với chiếc những ai đã sử dụng mà chiếc Kalai Q10 hoặc là Kalai Q12 của hãng Kalai hay là là Ulai Ulai 12 thì máy dòng máy nó chạy rất là ổn và đặt cạnh những chiếc Kaben hay Hai hay Kibo thì ở cạnh những chiếc máy của Kalai thì chạy cực kỳ là êm độ ồn của máy nếu mà đo à, bằng máy thì chúng ta chỉ có khoảng độ 60 đến 65 decibel thôi. Độ ồn khá là hợp lý. Và lòng nồi của chiếc ca này này inox e trắng xước, inox e được sử dụng trong các thiết bị y tế, thiết bị vệ sinh điện nước. Và inox e chuẩn của nó thì cái tỷ lệ liken và Chrome nó sẽ trên 20%. Không bắt từ. Inox e thì có rất là nhiều loại và theo thuật ngữ quốc tế thì y e là một hợp kim hay nói chính xác hơn là à, thép không dỉ thế còn inox e thì tại chỉ có việt nam mình gọi là e thôi trên thế giới người ta sẽ gọi là thép không dỉ hoặc là hợp kim hợp kim không dỉ hợp kim không bị ăn mòn có nhiều loại inox e và các bác sẽ lên uh, Google để chúng ta check tham khảo. Thành được sẽ không giải thích chuyên sâu vào những cái vấn đề như này vì đã giải thích rất nhiều lần rồi. Còn trong nòng nồi của chiếc ca, ca bản cộng này là inox chuẩn 304 với tỷ lệ Niken và chrome trên 20%, không bắt từ không bắt nam châm. còn phụ kiện thì họ vẫn có pha tức là cái tỷ lệ Niken và chrome nó sẽ dưới 20% ở phụ kiện. Nhưng mà mọi người thì an tâm tuyệt đối rằng tỷ lệ này nó không hề gây hoen gì. Hoặc là phai ra các chất độc hại lòng nồi thì ở phía trên có mâm nhiệt xoắn này phía trên nữa sẽ có một lớp lưới inox bảo vệ cái hệ thống quạt gió rafit e đèn chiếu sáng bóng thủy tinh bên phải có trục quay đô ti và bên trái có giá đỡ cùng với hai thanh nhiệt kép mai so bổ trợ nhiệt 16 chức năng trên đứng cả đặt sẵn 8 phím cảm ứng một chạm và khi tắt máy thì máy sẽ hoạt động thêm một lúc khoảng chừng 30 giây đến một phút thì mọi người sẽ để cho máy nó hoạt động chúng ta không nên tắt hẳn và rút nguồn điện ra tại sao lại như vậy bởi vì khi máy hoạt động ở lò lướng lò chiên nó tạo ra nguồn nhiệt rất là cao và khi tắt máy thì cái hệ thống mặc định của nhà sản xuất họ sẽ cho quạt chạy thêm 30 giây đến một phút nữa ở các thiết bị như là lò lướng lò chiên lò vi sóng hay là bếp từ thì quạt gió sẽ chạy thêm một khoảng thời gian nữa chạy thêm như vậy để nó làm mát các bo mạch linh kiện chính điều đó sẽ làm giúp gia tăng cái tuổi thọ của máy chúng ta không nên rút điện ngay mà để cho máy quạt chạy thêm một lúc nữa để nó làm mát cái hệ thống bo mạch bên trong tăng cái tuổi thọ cho máy và với k 15 cộng thì ngoài các bảng điều khiển cố định này ra nó sẽ có một một cái hệ thống quạt ở phía trên này nữa để làm mát cái bo mạch linh kiện xử lý main chip do đó những chiếc nồi chiên ấy mà ở sử dụng cái bảng điện tử ấy, mà có quạt để làm mát bao mạch linh kiện ấy và hệ thống mà cố định tức là bảng điều khiển cố định thì nó sẽ rất là bền tuổi thọ nó sẽ cao so với những cái dòng như của Calisen hay là Olivo các nhà sản xuất họ thiết kế cái hệ thống bảng điều khiển dính trên cánh cửa và có một cái cáp kết nối trong bên dưới điều đó là được đánh giá không cao nếu mà ở trong mắt thợ vì cái cáp đó nó cứ đóng ra kéo vào sẽ ảnh hưởng đến tuổi thọ của dây cáp thứ hai là nước và dầu mỡ nó rơi xuống nó sẽ ảnh hưởng đến cái tuổi thọ và độ bền và cái bảng điều khiển mà dán lên cánh cửa thì nó lại không có hệ thống quạt làm mát ở nhiệt độ cao của lồi chiên như vậy mà không có hệ thống làm mát thì các cái vi mạch linh kiện nó sẽ bị ảnh hưởng rất là nhiều Thế do đó chúng ta nên cân nhắc và tham khảo kỹ nếu như nhà có điều kiện kinh tế và sử dụng không quan tâm đến giá cả chúng ta có thể sử dụng trải nghiệm nhiều hãng nhiều thiết bị nhưng mà ở dưới mắt thợ để mà sử dụng một sản phẩm nó lâu bền và mang lại giá trị kinh tế cao thì chúng ta nên chọn những sản phẩm thiết bị có cái uy tín nguồn gốc xuất xứ rõ ràng và sau khi đã kiểm tra xong test xong đầy đủ phụ kiện máy chạy ok hoàn hảo thì ngoài tem phiếu bảo hành của hãng ra đây là tem phiếu bảo hành của hãng thì trên đây sẽ có thêm phiếu bảo hành mực đỏ viết tay có ký tên một catalog đi kèm đây là catalog phiếu bảo hành mực đỏ viết tay có ký tên và dán ở đằng sau máy một cái tem bảo hành cũng đầy đủ địa chỉ số điện thoại công khai để mọi người có thể liên hệ hàng những hàng mở ở phân khúc cao cấp thì con nhìn này, ốc rất là nhiều thiết kế là chắc chắn dày dặn để chúng ta phân biệt được và khi mà bỏ một khoản tiền lớn ra thì cái giá trị mang lại nó sẽ nhiều hơn những cái sản phẩm khác cái quan trọng nhất là cái giá trị đem lại về sức khỏe khi một sản phẩm rẻ tiền nó cấu tạo từ những cái thành phần được tái chế thì ở nhiệt độ cao nó sẽ phai ra những chất rất độc hại do đó mọi người cần nên lưu ý mà cũng không nên ha quá ham rẻ vì khi mà cái sức khỏe của chúng ta nó không có thì dù có nhiều tiền đến đâu thì cũng không thể mua lại được sức khỏe mà sẽ phải mang vào bệnh viện để chữa trị bệnh tật những sản phẩm giá rẻ thì chắc chắn là tiền nào của đấy và khi giá thành rẻ thì cái cấu tạo chất liệu linh kiện của máy sẽ không phải là hàng tốt Do đó ở nhiệt độ cao nó sẽ tạo ra những cái chất độc hại sinh bệnh cho con người. Mọi chi tiết xin hệ thành được số điện thoại 0949873111, Zalo 0972802081, xem hàng trực tiếp tại địa chỉ Lam Sơn, Minh Cường, Thường Tín, Hà Nội. Mọi thắc mắc khiếu lại về dịch vụ sản phẩm xin gửi về hòm thư điện tử email thành được 28071992a@gmail.com. Rất mong mà mọi đóng góp ý kiến của các ông bà cô dì chú bác trong quá trình sử dụng và trải nghiệm những cái thắc mắc, những cái điều phân vân cũng như là à, những cái sử dụng mà chúng ta chưa biết thì cứ liên hệ trực tiếp với thành được, thành được sẽ hỗ trợ qua Zalo video call 24 trên 7. Cảm ơn mọi người đã xem video. À, xin chào và hẹn gặp lại. À, và ngày hôm nay là ngày Tết Trung Nguyên Tức là ngày rằm tháng riêng Thì hôm nay cũng là ngày cuối cùng trong cái dịp đầu năm mới Thành được triển khai chương trình lì xì đầu xuân Và sau ngày hôm nay Tức là ngày mai sang ngày 16 tháng riêng Thì tất cả các sản phẩm bên Thành được khi bán lẻ ra thị trường Sẽ quay trở về giá gốc Sẽ không còn được tặng lì xì trong cái dịp đầu xuân nữa Chương trình tặng quà lì xì sì đầu xuân chỉ triển khai đến hết ngày 15 tháng riêng thôi Tức là từ mùng 6 Tết cho đến hết tháng riêng Cảm ơn mọi người đã xem video Xin chào và hẹn gặp lại trong những video sau Alo Chưa Ừ nó đang còn bận, bận bận tí việc nữa mày mình, mình đi được